Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hồi sáng ai mà chưa xem cái clip thông báo của Tân thì các bạn dành một phút để Tân có thể nói rõ hơn về những cái thông báo hồi sáng trong cái câu chuyện chiều nay. Là hiện tại bây giờ nhóm bên Tân có sản xuất áo, và đây là áo mang thương hiệu của Tân. Đó, các bạn thấy nhìn hình nha. Đó, thì ở trong cổ áo á, là có in TL nhũ vàng, và đằng trước là hình của Tân nhũ vàng luôn. Đó, thì đây, thì những ai mà hiện tại chưa coi thông báo hồi sáng thì khi các bạn xem cái này thì hãy ủng hộ áo của Tân bằng cách các bạn vào cái đường link ở phần bình luận mà ekip gửi ở dưới cũng như phần mô tả để có thể mua áo ủng hộ cho Tân nha. Thì cái áo này nó là một cái tấm vé mà khi sau này Tân up fan, các bạn bận thẳng cái áo này đi vào nơi up fan luôn, các bạn được uống nước free và mọi thứ, thậm chí có quà gift tặng. Các bạn không cần phải mua vé, tại vì Tân sẽ không có bán vé vào cổng của ngày mà Tân up fan ha các bạn. Thì rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe quảng cáo này của Tân. Thì kia là câu chuyện ngày hôm nay, vì ngày hôm nay là ngày Tân rất là vui khi mà sản phẩm của Tân ra đời, và cũng có rất nhiều fan ủng hộ Tân đã mua áo từ sáng đến giờ luôn các bạn. Thì Tân tặng bạn một câu chuyện về chung cư TK. Chung cư TK là một cái câu chuyện mà các bạn rất là thích. Thì câu chuyện này Tân có từ những cái người sống xung quanh chung cư gửi về cho Tân. Thì đây là một câu chuyện mà gọi là nắng hạn mà gặp mưa rào. Một câu chuyện phải nói rằng là hiếm hoi mà có được sau khi Tân kết thúc cái câu chuyện mà về chung cư TK. Thì câu chuyện này là như vậy, vào cái thời điểm mà chung cư TK bị người ta trả nhà rất là nhiều, vì lúc này ở nơi đó đã có rất nhiều lời đồn về những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma, và xảy ra không ít những cái chết bí ẩn mà đôi khi người ta mất ở tại trong đó nhưng mà không ai nói. Thì những người ta trả nhà ta đi thì lúc này cũng có một số người, người ta không tin vào chuyện tâm linh mà người ta nghĩ đây là câu chuyện xuyên tạc của những cái người mà người ta muốn phá cái chung cư này. Thì đây đúng là một cái điều đúng, khi mà những người đó họ tin rằng là ở đây không hề có chuyện ma và chuyện tâm linh. Tại vì thực sự nếu vào thời điểm đó mà các bạn nhìn thấy một cái chung cư hoành tráng, một cái chung cư cao cấp đầu tiên được ra đời với ba lốc thật là vĩ đại như vậy, thì các bạn không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó nó đóng cửa im lìm như đến bây giờ, đúng không? Thì câu chuyện này là những người xung quanh người ta kể lại. Cái ông này là một trong những người Đài Loan, ông vào đây ông mua nhà. Thì cái ngày mà ông mua nhà là cái ngày mà người ta trả nhà rất là nhiều, thì ông lại quyết định mua căn nhà ở đây. Và cái chỗ ông chọn là lầu 5, nhà C5. Thì các bạn biết á, khi ông mua nhà, ông tới đây ông ngồi uống cà phê để mà ông đợi cái người mà giao nhà cũng như là tiền bạc ngày hôm đó. Thì ông ngồi chung với một cái người giống như cái người đại diện cho ông tại Việt Nam để mà mua căn nhà này. Tại vì theo Tân biết là vào thời điểm đó người nước ngoài không được đứng tên hay sao đó. Thì cái người này cũng là người thân của ổng, sống tại đây và người đại diện mua căn nhà này. Thì là nhà lầu 5, nhà C5. Thì những người bán nước ở đây, người ta mới nói rằng là tại sao lại mua nhà khi mà rất nhiều người ta trả nhà. Và những lời đồn thổi, những câu chuyện kinh dị xảy ra xung quanh chung cư TK này. Thì ông này ổng mới nói rằng là ổng là người thầy Pháp ở Đài Loan, ổng rất là giỏi. Và ổng tin rằng đây là nơi tạo ra điều kiện long mạch thật là tốt cho ổng cũng như là những người cùng ổng hợp tác sau này tại cái căn nhà này ở tại đây. Thì mọi người mới nói là ồ, nếu là thầy Pháp thì ngon lành quá, cứ đi lên đó ở thử. Để các bạn biết người Việt Nam mình cũng không có ngăn cản, khi mà đã cản rồi, đã thông báo cho người ta biết rồi mà người ta nói là người ta có khả năng lên đó để trừ ma và người ta có khả năng thay đổi vận mệnh của chung cư TK, thì Tân nghĩ rằng không ai muốn cản nữa. Thì ổng mới lên đây, thì thực sự ra cái dự định của ổng không hề sai. Cái lời tâm sự cũng như là trần tình của ổng với những người ở chỗ đó rằng là ổng nói rất là đúng về phong thủy, và ổng là một trong những người tu tiên thuộc phái Không Động. Thì đây là một trong những cái giáo phái đời nhà Minh. Thì các bạn biết người Đài Loan đa số là người Hán đời nhà Minh. Thì ổng tu tiên ở đây. Thì khi mà ổng lên nhận căn nhà C5 á, thì là ổng mới nhờ người ta làm một cái cửa
và cái cửa đó có cái ổ khóa. Thì cái ổ khóa đó là nó có khắc những cái dòng chữ, à, giống như là những cái dòng chữ bùa ở trên đó, để mà đầu tiên ngăn ma vào nhà. À, thì theo cái lời kể cũng như lời tả của những cái người đem câu chuyện này về cho Tân á, thì Tân tin rằng ông này là một trong những cái người thuộc bang phái Không Động. Thì sẽ có một cái ngày nào đó Tân sẽ kể cho các bạn nghe về bang phái Không Động này, cũng là một trong những bang phái rất là lớn và có thể trừ ma diệt quỷ rất là giỏi. Thì ông này là một trong những người thầy Pháp ở bên Đài Loan và qua đây mua căn nhà C5. Thì ông vào trong đó ông ở, thì cái việc đầu tiên nữa đó là ông làm cái bàn thờ, và ông đề ở trên đó là cái dòng chữ là tên của tổ sư gia của ông, và để một cái thanh kiếm, mà thanh kiếm này là thanh kiếm gỗ thôi, nó không phải là cái kiếm mà gây sát thương, là thanh kiếm gỗ thôi. Thì ông treo trên đó và làm cái bàn thờ rất là long trọng. Thì trong cái ngày mà ông nhận nhà đó, và cũng như là giống như cái ngày tân gia, thì rất là nhiều đệ tử của phái Không Động mà tới đây để mà họ cùng làm lễ, và họ làm luôn cái hành lang của C5, và họ nói rằng là họ sẽ trừ hết ma quỷ ở chỗ này. Thì khi mà ông này về được một thời gian á, thì những cái câu chuyện ma cũng như là những cái nhà mà còn ở lại á, thì họ không thấy những chuyện lạ, mà họ thấy mọi thứ trở nên bình ổn. Thậm chí những cái không gian mà gió hú hay là những cái hình bóng ma đi qua lại thì cũng không còn. Ông về đây thì không có, thì mọi người rất là nể trọng cái người đàn ông này. Thì thực sự ra cái câu chuyện này Tân tin đây là một thầy Pháp thực sự. Tại vì rõ ràng cách bài trí cũng như là cách mà ông thực hiện cái bùa phép của Không Động thì là một cái gọi là đúng trong sách vở có ghi lại. Đó, thì ông có một cái thói quen là 4 giờ chiều ông sẽ bơi, là đến khoảng 5 giờ rưỡi, là tầm đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhưng mà không phải bơi xuyên suốt 1 tiếng rưỡi đâu, bơi rồi lên nằm nghỉ và ông trở về phòng. Thì các bạn biết vào cái thời điểm này là do đã có nhiều lời đồn chung cư TK có chuyện, cho nên rằng là cái ban quản lý ở đây là sau 6 giờ người ta không cho bơi nữa. Thì thực sự ra điều này nó cũng có hai điều. Thứ nhất là các chung cư cao cấp nên là có quy định giờ bơi, tại vì có những người ta bơi lúc 9 giờ, 10 giờ rất là nguy hiểm tính mạng của người ta, là do tình trạng sức khỏe, là nhiều khi bị trúng gió hay là bị gì đó. Bạn biết tắm đêm rất là không tốt. Cho nên rằng là có lẽ vì vậy ban quản lý chung cư TK thời điểm này họ chỉ quy định bơi đến 6 giờ chiều là ngưng. Thì cái người bảo vệ đó là cái người mà thường xuyên đi tuần ở chỗ này, thì cái chú đó ngày hôm đó đi ngang hồ bơi, thì chú đó thấy ông này đang ngồi mặc cái quần sọt. Ngày xưa không giống như bây giờ là phải quy định mặc đồ bơi đàng hoàng, mà nghĩ là chung cư cao cấp mà nhiều khi bận quần sọt. Ngày xưa Tân nhớ là có cả bận áo thun nhảy xuống hồ bơi nữa. Thì á, là ông bận quần sọt, ông thả hai chân xuống cái nước và ông ngồi ông chống tay vậy nè, ông cúi đầu. Thì người bảo vệ đi ngang á, mới thấy, thì nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ rưỡi rồi. Đúng là giờ này là ổng phải đi lên lầu, à, vô phòng C5 của ổng rồi, vô cái nhà C5 rồi. Mà tại sao ổng lại ngồi đó? Thì cái người bảo vệ mới đi ngang, thì họ lịch sự lắm. Tại vì thực sự ra lúc này là lúc mà ban bảo vệ, những người quản lý họ phải có cái thái độ gì đó để mà cho những cái người mà cư dân còn ở lại đây á, họ đừng bỏ đi. Và bắt đầu họ sẽ xoay chuyển tình thế để mà lôi những người khác vào trong đây ở. Chứ bây giờ bỏ đi hết là cái chung cư này coi như xong, coi như là bị toang. Thì người bảo vệ đi ngang lịch sự lắm, mới nói là bác ơi, bác ơi, bác đừng có bơi qua 6 giờ nha, còn nửa tiếng nữa là bên đây sẽ đóng cửa hồ bơi, cho nên là sẽ không ai coi, thì sẽ rất là nguy hiểm. Thì bác nhớ giữ gìn sức khỏe nha, 6 giờ bác nhớ đi lên nha, đừng có bơi nữa. Thì khi nói như vậy quá lịch sự, thì người bảo vệ đi ngang ổng nói câu đó, thì nghe một cái tiếng nó giống như là tiếng cười, cái kiểu giống như là vậy đó. Nhưng mà khi mà cái người bảo vệ đó kể lại cái tiếng đó, rồi giả lại cái tiếng đó cho những người mà kể câu chuyện cho Tân nghe đó, thì người ta nói là tiếng khóc nức của người giống như là biết mình sẽ xảy ra chuyện đó. Thì người bảo vệ này mới thấy lạ, mới cảm thấy lạ quá. Thì ổng không có bỏ đi, tại vì lúc này đã có quá nhiều chuyện xảy ra tại cái chung cư TK này rồi. Thì ổng mới đứng một góc ổng nhìn,
ổng nhìn cái ông này, tại vì ổng muốn xem xét có tình trạng gì bất ổn hay không, thì ông này mới nhảy xuống hồ bơi. Thì sẵn hai chân ổng xuống hồ bơi rồi, ổng đẩy nhẹ xuống hồ bơi thì ổng lướt. Mà khi ổng lướt đến đâu đó thì người bảo vệ này thấy giống như là cái nước nó không hề có người, có nghĩa rằng là ổng nhảy xuống nước thì hoàn toàn trong suốt, cái người ổng hoàn toàn trong suốt. Cái phần nào mà trồi lên á thì nhìn thấy đầu tay thôi, nhưng phần nào nằm ở trong nước á thì phần nó hoàn toàn biến mất. Dẫu cho bạn có nhảy xuống hồ bơi đi nữa thì Tân nhìn, Tân cũng phải thấy được cái phần người của bạn nằm ở dưới nước. Thì lúc này ông này mới bơi, thì ông bơi kiểu bơi ếch các bạn. Ông đẩy nhẹ về phía trước một cái thì ông chìm hẳn trong nước và mất tích. Thì người bảo vệ mới hoảng quá, mới la lên, mới chạy vô phòng bảo vệ. Thì mới kêu những người phòng bảo vệ rằng là cái ông ở lầu 5, phòng lầu 5 nhà C5 là ông đang bơi và ông bị mất tích ở dưới hồ bơi này. Thì bảo vệ mới chạy ra hồ bơi, những người khác chạy ra và họ nhìn xuống. Thì họ không thấy gì ngoài những chiếc lá rụng, những chiếc lá rơi. Và họ mới lập tức đi lên lầu của phòng C5 mà họ gõ cửa. Thì khi mà lên phòng C5 gõ cửa đập âm thì những người chòm sớm xung quanh đó, những người mà còn ở lại đó, người ta ra người ta coi. Tại vì bắt đầu người ta thấy có chuyện không ổn rồi, những lời đồn quá nhiều rồi. Thì người ta ra người ta coi. Khi mà ra coi thì ở nhà C5 mở cửa. Thì khi mà mở cửa thì các bạn biết là cái sự an tâm nó đến rồi. Là tại vì ổng có trong nhà, mà sẵn mở cửa mét ông thầy Pháp luôn. Là nãy tôi mới thấy cái gì đó giống như ông ở dưới hồ bơi, và họ chìm mất tích trong hồ bơi. Đó thì khi mở cửa ra thì ông này ông đang ngủ. Ông nói là cái chuyện gì mà gõ cửa ra nhà ổng. Thì những người bảo vệ mới nói là tôi mới thấy một người giống ông ngồi dưới hồ bơi và họ bơi trong nước, rồi họ tan biến, họ không có xuất hiện nữa. Thì cái ông ở nhà C5 này mới nói rằng là bây giờ đừng có phiền ổng, hiện tại ổng đang ngủ, ổng đã luyện phép rất là mệt, đừng có phiền, mọi chuyện ngày mai tính. Thì khi nói đến đây thì ban bảo vệ cũng như những người xung quanh ta rất là an tâm mấy bạn. Thì thứ nhất ổng là thị pháp, thứ hai là ổng hiện hữu rõ trước mặt các bạn. Bây giờ dẫu cho có một cái hồn ma nào đó nó giả ổng mới ngồi dưới hồ bơi đi nữa cũng kệ, cái quan trọng là ổng hiện hữu trước mặt các bạn ngay lúc bạn gõ cửa là ok, đúng không? Thì lúc này mọi người đóng cửa lại và bình thường. Cho đến sáng ngày hôm sau là người ta không có thấy ổng đi ra khỏi nhà. Thì cái người trong ban bảo vệ họ đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy ở trong chung cư TK rồi, những người xảy ra chuyện trong nhà rồi. Thì cái người bảo vệ hôm trước mới nói lại ban quản lý cao cấp hơn là có bao giờ đó là điềm báo, giống như là báo trước rằng là ông đó sẽ xảy ra chuyện hay không. Có nghĩa là lúc mà người ta lên gõ cửa thì ông chưa xảy ra chuyện, nhưng mà từ khi ông đóng cửa cho đến sáng có chuyện gì xảy ra làm sao ai biết được. Mà rõ ràng là đã từ đêm hôm qua, có nghĩa là khi họ gõ cửa là cũng phải khoảng tầm 7 giờ. Tại vì cái hình ảnh mà ông bảo vệ thấy là khoảng 5 giờ rưỡi, gần 6 giờ. Bây giờ cho xà quần chút xíu đi là cũng phải 6 giờ, đúng không? Tầm phải 6 giờ, 6 rưỡi mà gõ cửa là giờ đó là ông đóng cửa. Cho đến 8, 9 giờ sáng cũng không thấy mở cửa, nghĩa là ông không ăn chiều, ông không ăn tối và cũng không ăn sáng. Thì ban bảo vệ mới quyết định là lên gõ cửa một lần nữa. Thì khi lên gõ cửa một lần nữa thì những cái hộ còn lại ở trên lầu C5 á, là họ ra họ coi. Thì gõ cửa lần này thì không thấy người mở cửa, thì ban bảo vệ quyết định đập cửa vào xem. Thì khi đập cửa một cảnh tượng rất là ghê mấy bạn, là ông bị té ở trong cái toilet á. Mà cái toilet đó các bạn biết, Tân diễn tả các bạn dễ hiểu. Có những người ta xây nhà, cái cửa nhà của người ta thì xịn, nhưng mà cửa toilet thì dởm. Và thời đó là cửa toilet có hai loại. Một loại là cửa kéo bằng nhựa, các bạn biết không? Loại thứ hai là loại bằng nhôm, nhưng mà cái nhôm nó không có bọc kiến, thì cái kiến nó rất là mỏng. Nếu như bạn lỡ trượt chân trong toilet, bạn té vào kiến, có khả năng kiến bể và cắt những động mạch của bạn. Thì ổng là người bị cái trường hợp đó, là cái cửa toilet của ổng bằng nhôm bọc kiến. Thì ổng té thì lúc mọi người vô thấy nửa người của ổng đó nằm ở ngoài mà bị đập vào cái kiến bể, bị cắt ngang phần bụng và phần ngực. Thì mọi người mới gỡ ổng ra cẩn thận nhất có thể và đưa vô bệnh viện gần nhất. Khi đưa vô bệnh viện gần nhất đó thì là bác sĩ nói là hiện tại bây giờ là ổng đã trong tình trạng vô cùng nguy kịch, không thể cứu được. Bây giờ người nhà ai là người bảo lãnh cho ổng thì lên liền.
thì người ta mới gọi cho cái người, cái anh mà đi chung lúc mua nhà đó, thì anh đó mới lên. Thì khi mà lên thì anh đó nói rằng là tối hôm qua là có điện cho bác, thì bác đó vẫn bình thường, nhưng bác nói là đêm nay tại sao âm khí lại nhiều đến như vậy. Bác chỉ nói như vậy thôi, thì sáng thì bác gặp chuyện, và tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì ông tử vong, ông chết. Cái nhà C5 đó là cái người cháu đó bán lại luôn. Người cháu đó bán lại luôn. Thì khi mà bán đó là những cái hộ trên lầu 5 cũng bắt đầu rục rịch bán theo. Tại vì người ta thấy một người thầy Pháp ở đó mà còn không chứng được, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng, cho nên là người ta không có dám ở đó. Thì sau cái sự việc đó lại là một sự việc kinh hoàng của chung cư TK. Thì những người bảo vệ ở đây cũng như người quản lý ở đây, người ta rất là sợ. Người ta không muốn làm ở trong một cái nơi mà người âm nhiều hơn người dương. Thì cái thông tin này được cái người bảo vệ đó kể ra bên ngoài cho những cái bà bán nước. Nhưng mà bán nước mới nói rằng thôi ghê quá, đừng có làm đó nữa. Tụi tao ở ngoài này cũng nghe kể chuyện, thấy biết bao nhiêu chuyện rồi, chỗ này có vấn đề. Thì khi mà nói đến đây đó, thì cái đêm hôm đó cái cô bán nước mà kể cái câu chuyện này cho mình đó, cô nói là cô thấy rất là rõ cái người đàn ông lầu C5 đó là trong tình trạng máu ở trong cái phần ngực và phần bụng á, đi tới mua nước vào đúng là 11 giờ rưỡi tối là tới mua nước, mà cổ không dám bán. Và con gái của cổ lúc đó là 4 tuổi, thì con nhỏ con gái nó thấy nó ghê quá, nó úp mặt vô tường, nó cũng thấy luôn. Mà cổ á, thì không bán nước cho ổng, cổ không dám bán, cổ nói là bây giờ ông đi đi, ông đừng có phá tôi, ông đi đi tôi sẽ đốt nhang cho ông uống, tôi không tính tiền gì hết. Thì ổng mới nói rằng là đó, tính tiền cho ổng đi, tính tiền cho ổng đi, để ổng đừng có nợ ai hết. Ổng không trừ khử được khí âm ở nơi này mà ổng chết ở đây, bây giờ tính tiền cho ổng đi. Ổng nhiều tiền lắm, mà rõ ràng là cô bán nước cô thấy rất là rõ luôn. Ổng trong tình trạng bận cái quần đùi, cái quần đùi lúc mà giống như hổ bơi, ở hồ bơi đó, mà cái bụng có máu và ngực có máu, tới mua lúc 11 giờ rưỡi. Thì hôm sau cổ mới đợi ông bảo vệ ra, cổ kể, cổ nói hôm qua tôi thấy rõ ràng, sáng nay tôi kêu thầy tới để mà làm phép ở đây cho nó an tâm, chứ bây giờ tôi không dám bán ở đây. Thì bảo vệ mới nói rằng là hôm qua bảo vệ cũng thấy, cũng thấy ở trên tầng 5 á, là chỗ C5 á, là ổng đứng ngay cửa bạn, ổng không ở trong nhà, ổng đứng ngay cửa, ổng quắt bảo vệ. Bảo vệ đi tuần ổng quắt, ổng cười. Thì bảo vệ không dám đi tuần ở chỗ đó nữa, nổi da gà. Thì đây là một trong những câu chuyện nữa mà những người ở chung cư TK, những người xung quanh đó họ gửi cho Tân. Thì họ gửi rất là nhiều, thực sự không phải là ít, nhưng mà có những câu chuyện nó không có rõ ràng. Thì đây là câu chuyện rõ ràng nhất mà Tân có thể kể các bạn nghe về những hiện tượng tâm linh của chung cư TK này, để gửi đến các bạn. Còn sau này những câu chuyện nào rõ ràng hơn, hay hơn, thì Tân sẽ gửi đến các bạn. Còn những câu chuyện nào mà không rõ ràng thì Tân không dám kể. Thì đây không thể nào gọi là một cái story của chung cư TK được. Đây là một câu chuyện lẻ bên lề của chung cư TK. Một phần là nó tạo ra cái niềm vui ngày hôm nay cho các bạn, ngày cuối tuần. Và một phần nữa là Tân rất là mong các bạn ủng hộ cái áo Tân Lê Horror của Tân. Vì đây là một trong những sản phẩm đầu tay của Tân làm ra để mà có thể bán cho các bạn. Với Tân thì vô công bất thụ lộc, Tân không có muốn các bạn donate cho Tân khi mà Tân không có gì gửi đến các bạn. Thì bây giờ Tân có sản phẩm của riêng mình là quần áo. Thì đây là chiếc áo đầu tiên mà Tân làm ra. Thì Tân mong các bạn có thể vào đường link fanpage mà Tân để dưới phần bình luận và phần mô tả, để các bạn có thể mua cái áo đó ủng hộ Tân. Thì cái áo đó nó là một cái tấm vé để sau này các bạn đi vào buổi up fan của Tân sẽ một cách gọi là đường đường chính chính, và Tân không bị những anti fan họ phá Tân. Thì Tân rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tân trong thời gian qua. Và các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Và nhớ ủng hộ mua áo của Tân nha các bạn. Đây là áo của chính Tân, chứ Tân không PR cho bất cứ hãng nào. Đây là áo của chính Tân luôn. Các bạn mua một cái, muốn xuất hóa đơn đỏ, Tân vẫn xuất hóa đơn được cho các bạn như thường. Hãy ủng hộ để ekip có được nguồn kinh phí mà đi khám phá những câu chuyện ma khắp nơi, cũng như có nguồn kinh phí mà duy trì kênh. Hai các bạn, rất cảm ơn các bạn một lần nữa đã chịu khó xem phần quảng cáo này của Tân.
Ok, bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.